phải đợi học thật nhiều từ vựng, nghe thật tốt đã rồi hẵng nói. Không phải, mình cứ học tới đâu là mình nói tới đó thôi, nói theo năng lực của mình. Cái gì mà nói chưa được bằng tiếng Anh thì mình xài tiếng Việt, tiếng Anh chêm sen. Ngày xưa mình học tiếng Anh cũng vậy, và bây giờ khi mà mình học tiếng Trung á, mình chỉ nói được một chút thôi, nhưng mà mình rất là thích. Mình thích học ngôn ngữ và mình sử dụng tiếng Trung và tiếng Anh kết hợp, để một phần là để có thể học tiếng Trung này, một phần là để improve, enhance, cải thiện cái tiếng Anh nữa. Ví dụ như làm mình thường ngày, không phải thường ngày nhưng mà kiểu khi nào mình thích thì mình sẽ tự nói tiếng Trung theo kiểu là nói lớn tiếng lên, nghĩ gì nói đấy. Ví dụ như là kiểu mình sẽ thử nói một cái đoạn mà mình thích, ví dụ như đoạn gì ta. 我很喜欢学习语言了，对我来说，学习语言很有意思, interesting. 我知道，以前我不知道怎么学的，我 realize 我想学习语言很难，但是如果你可以发现看到你的 method 怎么学，然后你发现学习语言 不太难，但是有每天一点点，每天慢慢就会，每天有一点 patience， 有一点 belief， 有一点 optimism， 然后你知道吗？ practice makes perfect. When you believe, there is a miracle. 那现在我可以，我是英语老师啦，还是我可以说一点点中文啦，我很喜欢啦。对我来说，如果你可以做什么，你喜欢，你可以看到你的热情，那你。 你很幸福，你就是一个幸福的人，对我，幸福，to become happy, you know need to follow 钱还是 any other materialistic things, 你只要找你的热情，你的 ambition, passion for your life, what your purpose of your life is. 然后, 你知道吗? Life is very interesting. Life is not, life is a journey, not a destination. 我希望, 你可以, 看到你的热情, 谢谢你们啊! Thì đó là cách mà mình tự nói, mình sẽ nghĩ gì mình nói đấy và nói to lên. Mình không quan tâm là mình đã nói được bao nhiêu mà cứ nói, tự dưng đến một ngày mình phát hiện ra là